Nếu mà chọn ngày trong bộ tam hợp thân tý thìn thì chúng ta phải thực sự cẩn thận cái trường hợp mà nó hóa. Trường hợp hợp hóa này thì trong dân gian thì vẫn truyền tai nhau cái câu là tam hợp thì hóa tam tai. Khi chọn ngày thì có vài điểm cần lưu ý. Như là thứ nhất là không chọn ngày trực xung với tháng. Trường hợp ví dụ như là tháng Thìn thì sẽ không chọn ngày tuất. Nhưng mà mọi người thì không hiểu bản chất của nó. Vì trường hợp này khi hóa sẽ hóa thành thủy. Nói chung là cục thủy sẽ rất mạnh. Các bác tưởng tượng nó mạnh như cái đợt lũ vừa rồi ở miền Bắc ấy, thì nó sẽ cuốn trôi đi tất cả các cái ngũ hành khác. Tôi ví dụ như thế này. Tôi chọn ngày Tý, tháng Thìn, giờ Thân hoặc là giờ Thìn thì khi này là sẽ được gọi là một bộ tam hợp thủy cục. Nếu như năm Động Thổ là năm Tý hoặc năm Hợi thì tam hợp thủy cục này nó sẽ hóa và khi đó thì nó sẽ hóa thành lũ lụt, hóa thành sóng thần. Tôi lấy hai cái hình tượng lũ lụt và sóng thần đó để các bác tưởng tượng là khi nó hóa thì nó nguy hiểm cỡ nào. Khi đó thì ngày, giờ và tháng là yếu tố cần, còn năm là yếu tố đủ để hóa. Bác nào không hiểu sâu thì sẽ tưởng là chọn được ngày đẹp. Tuy nhiên thì đẹp hay thành xấu